Xin chào mừng quý vị trở lại với những hành trình trải nghiệm xe của Vietnam Road Trip. Và bạn đồng hành ngày hôm nay của chúng tôi là một xe rất đặc biệt. Nó khác với tất cả những đối thủ cùng phân khúc của nó, mang tên Nissan Kicks. Và chiếc xe này thì cũng vừa được Nissan Việt Nam giảm giá hơn 200 triệu đồng. Tức là mức giá bây giờ chỉ còn lại hơn 600 triệu đồng mà thôi. Đó là mức giá mà tôi nghĩ là nếu quý vị xem xong clip này mà thích chiếc xe này thì hãy nên ra đại lý của Nissan lái thử. Và biết đâu được đó sẽ trở thành một chiếc xe trong gia đình của quý vị. Nhưng mà trước khi mà chia sẻ những cái điều thú vị của chiếc Nissan Kicks, quý vị có đoán được tôi đang đứng ở đâu không ạ? Tôi đang đứng ở một cái vùng sông nước của Hòa Bình, rất là mát mẻ, rất là trong xanh. Tôi chỉ muốn nhảy xuống bơi ngay lập tức thôi. Ở đây là khu vực huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Quý vị đã biết rằng là với Vietnam Road Trip chúng tôi thì mỗi hành trình trải nghiệm xe nó sẽ luôn là một cái chuyến đi. Trên đó thì chúng tôi vừa đưa tới cho quý vị những cái trải nghiệm đánh giá về chiếc xe làm bạn đồng hành, đồng thời gửi tới cho quý vị những cái điểm về du lịch, những cái lời khuyên hay là tư vấn để quý vị có thể đi được như chúng tôi. Ở cái phần đầu thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị về chiếc xe Nissan Kicks. Còn phần thứ hai thì tôi sẽ nói với quý vị là Đà Bắc có cái gì chơi, tại sao nó lại là một cái điểm thu hút rất nhiều những cái gia đình ở Hà Nội. Trở lại với chiếc Nissan Kicks, đây là một chiếc xe hoàn toàn khác so với những đối thủ cùng phân khúc của nó ở cái hệ thống động lực, hoàn toàn khác thưa quý vị. Và khác như thế nào thì mời quý vị hãy cùng tôi trải nghiệm chiếc xe Nissan Kicks này. Về hệ thống lái thì chiếc Nissan Kicks cho chúng ta một cái cảm giác lái nó khá là hay, nhẹ nhàng, thoải mái trong điều kiện đường phố nhưng mà vẫn khá là chân thật. Khi mà chúng tôi di chuyển đa điều kiện địa hình, từ những con đường từ xa lộ rồi cao tốc rồi là lên cả đèo dốc đồi núi, đều nhận thấy là một hệ thống lái ổn thưa quý vị và có khá là nhiều những cái tính năng hỗ trợ người lái. Bán kính vòng quay khoảng 5,1 m thì có vẻ là hơi lớn, quý vị sẽ phải xoay trở khó khăn hơn một chút ở trong điều kiện đường phố. Bù lại thì cái số vòng quay vô lăng của chiếc xe lại ở mức 2,8 vòng, chính vì thế mà chúng ta có thể xoay trở nó dễ hơn. Đổi lại thì nhiều lúc là trên cái đường đèo dốc đồi núi thì quý vị sẽ phải đánh lái nhiều hơn một chút. Chiếc Nissan Kicks cũng được trang bị cái hệ thống camera 360 độ xung quanh xe nên là chúng ta quan sát rất là dễ và độ sắc nét của camera cũng ở mức khá tốt đấy ạ. Cái cảm biến ở phía sau cũng giúp cho chúng ta có thể phát hiện các cái vật cản dễ dàng hơn. Nhìn chung thì đây là một chiếc xe nó sẽ phù hợp nhất cho cái điều kiện đường phố, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái trên đường cao tốc. Khi mà tốc độ đạt trên khoảng 80-100, lực siết của vô lăng nó cũng tốt hơn, chúng ta lái cũng thật tay hơn và ngồi quan sát hai bên thì cũng khá là thoáng. Dù cái gương chiếu hậu nó không được đẩy lùi lại phía sau nhưng mà cái cột A này cũng không phải là quá lớn lắm để cản cái tầm nhìn của chúng ta. Cái ghế lái thì quý vị có thể điều chỉnh cái độ cao lên để chúng ta có thể nhìn dễ dàng và thoải mái hơn. Về cách âm thì cá nhân tôi nhận thấy rằng là nếu mà quý vị di chuyển theo điều kiện đường phố, tốc độ khoảng tầm dưới 60 thì thực sự là khoang cabin rất là yên tĩnh. Lúc đó thì gần như là động cơ xăng cũng rất là ít khi hoạt động, chỉ có động cơ điện hoạt động mà thôi. Nên là chúng ta sẽ có một cái không gian ngồi bên trong này thực sự là thư thái và thoải mái. Nhưng mà khi mà quý vị di chuyển ở tốc độ khoảng tầm 60 rồi là 80 và 100 thì bắt đầu có những cái tiếng ồn từ gầm vọng lên. Và cá nhân tôi nhận thấy là cái nguồn ồn chính trên cái chiếc Nissan Kicks thì cũng từ gầm thôi. Còn ồn gió này thì gần như là không có. Mà chúng tôi chạy ở tốc độ khoảng 100 thì gần như không có tiếng ồn gió luôn. Tiếng ồn lốp thì gần như cũng không có, mà chỉ có tiếng ồn gầm vọng vào khoang cabin. Và cái chỉ số độ ồn thì cũng khá là tốt. Bây giờ thì tôi sẽ cho quý vị xem cái chỉ số độ ồn ở tốc độ là 80 đi quý vị. Đây, tôi sẽ tăng tốc lên 80 để xem khoang cabin nó là bao nhiêu quý vị nhé. Đây, tức là ở mức khoảng tầm 68 decibel thưa quý vị. Bây giờ thì tôi sẽ đo độ ồn ở tốc độ 100 km/h xem chỉ số nó là bao nhiêu. Và cái chỉ số độ ồn ấy ở tốc độ 80 thì nó sẽ khoảng tầm 67-68 và tốc độ 100 thì khoảng hơn 69 decibel. Nó chênh lệch nhau không quá nhiều. Nhưng mà bằng cái cảm nhận, bằng cái tai của mình thì khi mà quý vị lái chiếc xe này lúc mở tốc độ cao ấy, như tôi đã nói là cái tiếng ồn gầm nó vọng vào khoang cabin rất là rõ. Còn lại cái tiếng ồn gió với ồn lốp thì nó cũng không lớn nữa. Nên là chúng ta cũng không bị cái cảm giác nó khó chịu quá. Đây ví dụ như là lúc mà tôi đang di chuyển vào cái đoạn đường nó nhám hơn, ở đây thì cảm giác là nó cũng vụt đi thôi, chứ không phải là cái cảm giác kiểu ồn một cách khó chịu lắm. Mặc dù cái chỉ số độ ồn nó không phải là quá là tối ưu, nhưng mà cái tổng thể cảm giác của mình ở trong khoang cabin thì nó cũng khá là ổn.
Chúng tôi đang trên cái con đường từ Đà Bắc đi vào trong Hiền Lương, điểm mà du lịch rất là thú vị ở cái dọc sông Đà ở chỗ Hòa Bình. Mùa hè này mà quý vị mà đem gia đình lên đây thì sẽ rất là thích, bởi vì là có những cái resort nhỏ nhỏ ngay chỗ bờ sông luôn, và chúng ta có thể thỏa sức chơi ở đấy, chèo thuyền trên sông, bơi lội. Và chính những cái địa hình như kiểu trên Đà Bắc, những con đường đèo uốn lượn như này thì tôi mới cảm nhận rất rõ cái sự thú vị của cái hệ thống động lực của chiếc Nissan Kicks. Đây là một chiếc xe điện sạc xăng, bản chất của nó không khác cái chiếc xe điện cả, bởi vì nó dùng một cái động cơ điện để dẫn động bánh xe để mà kéo chiếc xe đi. Còn cái động cơ xăng á, ở trên chiếc xe Kicks này nó chỉ hoạt động với một cái mục đích duy nhất, đó là tạo ra cái dòng năng lượng cho cái máy phát để mà sạc vào pin mà thôi. Đây cũng được xem là một dạng hybrid, nhưng mà hybrid ở đây người ta gọi là dạng hybrid nối tiếp, có nghĩa là động cơ xăng nó sẽ không làm nhiệm vụ truyền động cho bánh xe. Và cái động cơ xăng ở trên Kicks này thì nó chỉ có 1.2 lít và khoảng tầm 82 mã lực thôi quý vị. Còn động cơ điện thì nó là 136 mã lực. Cái mô men xoắn cực đại của nó thì lên tới tận 280 Nm, rất là lớn. Chính vì vận hành của nó hoàn toàn bằng động cơ điện như vậy, cho nên là trong cái điều kiện đường phố ấy, thì nó thực sự là một chiếc xe rất tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm vô cùng luôn. Và cái con số công bố của nhà sản xuất là ở mức 2,2 lít cho 100 km nếu các bạn di chuyển trong điều kiện đường phố. Và như chúng tôi di chuyển cả buổi sáng này ở Hà Nội thì cũng nhận thấy là cái mức tiêu hao nhiên liệu ở trong điều kiện đường phố nó sẽ cao hơn một chút so với công bố sản xuất, ở mức khoảng tầm 2,5 tới 2,8 lít trên 100 km thôi. Tức là nó chỉ tương đương với một chiếc máy tay ga bình thường giống như quý vị đi làm hàng ngày thôi. Cái hệ thống động lực của chiếc xe phải nói là rất là khỏe. Lúc quý vị tăng tốc rồi quý vị đạp ga, ngay lập tức chiếc xe nó phản ứng và nó vọt lên, nó gần như nó không có một cái độ trễ nào cả. Nên là chúng ta lái chiếc xe Kicks này sẽ cảm thấy rất là thích và rất là phấn khích. Cái thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ có khoảng 8,33 giây thôi, so với các đối thủ của nó thì thực sự là rất ấn tượng luôn quý vị. Lúc mà vận hành ấy, nó chạy rất là mượt, rất là sướng. Và lúc mà quý vị sử dụng ở trong cái điều kiện đường phố, pin nó đang còn nhiều ấy, thì lúc đó cái động cơ xăng nó chưa hoạt động, chỉ có cái động cơ điện hoạt động mà thôi, nên là nó rất êm, nó rất mượt và đi nó rất là thích. Còn khi mà pin còn đâu đó khoảng tầm dưới 30% thì lúc đó cái động cơ xăng ngay lập tức nó hoạt động, cung cấp năng lượng cho một cái máy phát để nó sạc vào pin. Nếu mà quý vị không nhìn vào cái sơ đồ năng lượng ở trên cái bảng đồng hồ trước này thì có thể là chúng ta sẽ không biết động cơ xăng nó sẽ hoạt động lúc nào luôn. Một cái điều nữa ở trên chiếc Kicks này khiến cho tôi rất là sướng, đặc biệt là di chuyển trong điều kiện đồi núi này, thích lắm. Nissan họ gọi là e-pedal, đèo dốc đồi núi như này này. Bình thường quý vị chạy ấy, mà cái đoạn ôm cua hay các thứ là quý vị phải ngớt ga và quý vị đá sang phanh, đúng không? Nhưng mà với chiếc xe này, khi quý vị ngớt ga một cái thì cái hệ thống tái tạo năng lượng của nó hoạt động cực kỳ nhanh và hiệu quả. Nó sẽ hãm cái tốc của cái xe lại rất là nhanh. Và ngay cả trên cao tốc cũng như vậy. Cả cái chặng đường mà từ Hòa Bình lên Đà Bắc và vào tới đây, gần như tôi không dùng cái bàn đạp phanh một tí nào luôn. Chạy cái đường đồi núi trên cái chiếc xe này rất là hay. Và cua một cái này, tôi ngớt ga một cái này, đó là nó sẽ hãm lại và tôi lại đến nửa cua tôi lại đệm một tí ga, rồi xe lại vọt lên và đến đây tôi lại ngớt một tí nữa. Và tôi không đụng chạm đến cái bàn đạp phanh một tí nào luôn. Nên là quý vị nào mà thấy ai đi đường đèo dốc đồi núi mà không đỏ đèn phanh ấy thì biết là người ta đã sử dụng cái tính năng gọi là e-pedal, tức là cái tính năng chỉ dùng một cái bàn đạp ga để mà có thể lái xe được. Rất là hay luôn. Và trên chiếc xe này nó cũng có nhiều chế độ lái cho chúng ta để chúng ta có thể lựa chọn nó phù hợp với cái điều kiện địa hình cũng như là cái sở thích lái xe của mỗi người. Quý vị có thể chọn cái chế độ EV mode, tức là chế độ thuần điện hoàn toàn. Khi mà pin nó lớn hơn khoảng 30% thì chúng ta có thể chạy thuần điện hoàn toàn. Trong điều kiện đường phố thì chúng ta có thể sử dụng cái chế độ Eco, tức là cái chế độ mà nó tái tạo năng lượng ở vừa phải. Còn nếu quý vị nào muốn phấn khích hơn nữa, muốn thú vị hơn nữa và muốn cái lực hãm nó nhiều hơn thì quý vị có thể sử dụng sang chế độ Sport, hoặc là nếu không thì bình thường sử dụng chế độ Normal. Xuống dốc cao và dài ấy, mà đèo ấy, thì quý vị có thể sử dụng sang chế độ B, giống như trên chiếc CR-V mà phiên bản SEV mà tôi đã có cơ hội chia sẻ cho quý vị đó. Và cái lực hãm ở trên chiếc Kicks này thì cá nhân tôi nhận thấy là nó lớn hơn so với những chiếc xe hybrid khác ở trên thị trường. Hiện tại ở Việt Nam ấy có khoảng tầm 4 cái hệ thống hybrid được ứng dụng. Hệ thống hybrid thứ nhất đó là hệ thống hybrid song song, thì nó dùng trên những chiếc xe của Toyota. Thứ hai là hybrid vừa nối tiếp vừa song song trên chiếc CR-V HEV mà tôi đã giới thiệu cho quý vị rồi đó. Hệ thống thứ ba đó chính là hệ thống hybrid nối tiếp, là chính trên chiếc Nissan Kicks này.
và một cái hệ thống hybrid nữa là mild hybrid, giống như trên chiếc Suzuki Ertiga mà tôi đã chia sẻ với quý vị ấy, và một số dòng xe mẹ. Còn trên chiếc Nissan Kicks này thì xem nó là một chiếc xe điện cũng được, nên tôi vẫn hay gọi nó là một chiếc xe điện sạc xăng. Cái chiếc xe này là một chiếc xe thú vị. Trong phân khúc này không có chiếc xe nào nó có những cái tính năng hay hay như vậy cả. Ví dụ như là cua gắt như này mà tôi cũng chả cần phải phanh luôn, lái xe rất là nhàn nhã luôn, không cần phải chuyển gì cả. Quý vị có thấy là Việt Nam Road Trip chúng tôi khi mà quay một clip đánh giá xe thì thường sẽ rất là tốn thời gian và vất vả hơn rất là nhiều đó. Bởi vì chúng tôi luôn đem chiếc xe đi các địa hình khác nhau, mong muốn là nó sẽ phải bộc lộ hết tất cả những cái tính năng của nó ra, những cái ưu điểm, những cái nhược điểm. Và bên cạnh đấy thì cũng muốn chia sẻ với quý vị về những cái điểm đến thú vị để chúng ta có thể đem gia đình, bạn bè và người thân đi chơi được. Nếu mà quý vị nào xem các clip của chúng tôi mà chưa subscribe thì cũng subscribe kênh cho chúng tôi có thêm những cái động lực nhé. Chúng tôi rất cần những cái subscribe của quý vị đấy ạ. Rất là trân trọng những cái tình cảm mà quý vị dành cho chúng tôi. Có những cái gì mà chúng tôi làm chưa tốt hay là như thế nào đó thì quý vị cũng cứ góp ý thẳng thắn, tôi ghi nhận tất cả những ý kiến đó để mà thay đổi, để mà phục vụ cho mọi người được tốt hơn. Quý vị mà men theo những cái con đường dọc sông Đà của cái Đà Bắc ở đây thì sẽ rất là thích, bởi vì là bên này là sông luôn này, bên này là núi đẹp, ta đi giữa một cái khung cảnh tuyệt vời với cái hệ thống giảm sóc trước kiểu Mofferson, giảm sóc sau là kiểu thanh dầm chịu xoắn, giống như trên những chiếc xe hạng A hạng B khác thôi. Khung gầm thì chỉ là liền khối và dẫn động thì nó là cầu trước. Cái hệ thống treo trên chiếc xe Nissan Kicks thì cá nhân tôi nhận thấy là cứng hơn so với một số cái đối thủ của nó trong phân khúc này. Cứng hơn có nghĩa là khi mà quý vị di chuyển trong cái điều kiện đường phố mà qua những cái gờ giảm tốc ấy, sẽ thấy nó hơi sóc nảy hơn một chút xíu. Nhưng mà cái việc cứng như vậy thì nó lại rất là hay khi mà quý vị phải ôm cua đổ đèo nhiều. Trong cái điều kiện đường mà phải cua liên tục như này thì quý vị mới thấy là hệ thống khung gầm của chiếc Nissan Kicks nó hay, nó cứng, nó chắc chắn và nó ổn định. Tôi ôm cua với tốc độ rất là cao được luôn, không có một chút ngại ngần nào cả, và không dùng phanh bằng cái tính năng e-pedal nó quý vị. Đây, ví dụ những cái góc cua gắt như này, tôi chỉ cần ngớt ga và tôi cua nhanh luôn này. Đấy, cua nhanh luôn, và cái hệ thống khung gầm và giảm sóc của xe hoạt động rất là tốt. Người mình nó bị dính vào ghế luôn và không có cái cảm giác bị trượt. Đấy, đồ đạc của chúng tôi bay hết ra đằng sau ấy vì tôi cua gắt quá. Đấy, mà người tôi vẫn giữ nguyên ở một cái vị trí lái, và cái ghế nó thiết kế rất là ôm người, rất là thích. Đấy, cái hệ thống khung gầm và treo trên những chiếc xe Nissan thì thường nó sẽ có những cái ưu thế rất là rõ ràng. Khoảng sáng gầm xe trên chiếc Kicks là ở mức 182mm. Chính vì thế mà chúng ta cũng có thể dùng nó để di chuyển rất là nhiều điều kiện địa hình, đặc biệt là những cái đoạn đường mà nó xấu, rồi những cái vật cản. Bởi vì cái khoảng sáng 182 là nó gần tương đương với những chiếc xe crossover rồi, thưa quý vị. Rất là thoải mái để chúng ta di chuyển để đi chơi cuối tuần về quê hay các thứ được. Và dùng trong cái điều kiện đường phố thì như tôi đã chia sẻ, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và như thường lệ thì chúng tôi cũng sẽ luôn đo cái quãng phanh của chiếc xe để xem nó trượt như thế nào khi quý vị gặp những cái tình huống khẩn cấp. Và chiếc xe này thì được trang bị phanh đĩa cho cả 4 bánh được quý vị nhé. Và quãng phanh đây thưa quý vị, 3 lần đạp phanh khác nhau thì gần như là sát nhau đây. Thì mức trung bình tôi lấy là 21,8m. Dù sao thì nó vẫn nằm trong cái ngưỡng an toàn của rất nhiều những cái chiếc xe khác, và chúng tôi thường đo là dưới 22m. Tuy nhiên tôi vẫn kỳ vọng là nó sẽ tầm khoảng 20 đến 21m thì chắc là sẽ an toàn hơn. Nhưng mà điều này thì chắc cũng khó, bởi vì là nó là một chiếc xe khá là nặng thưa quý vị. Nếu mà so với những cái đối thủ mà chạy xăng của nó thì Nissan Kicks nặng hơn khá là nhiều đấy ạ. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng tôi nhìn lại tổng thể thiết kế, những cái trang bị nội ngoại thất và tiện nghi của chiếc Nissan Kicks. Quý vị có thể nhìn thấy tổng thể thiết kế nó khác so với những cái mẫu xe cùng phân khúc ạ. Cá nhân tôi nhận thấy là cá tính hơn, nhìn nó rất là hay và nó khác biệt. Cảm giác nó có vẻ là bé, nhưng mà thực tế thì kích thước dài, rộng, cao các thứ nó sẽ tương đương với những mẫu xe như là Creta hay là chiếc Kia Seltos. Với những cái trang bị tiện nghi cũng khá là nhiều thưa quý vị. Toàn bộ hệ thống đèn này là đèn LED hết này, có đèn định vị ban ngày cũng như là đèn chào mừng khá là đẹp này. Đèn sương mù phía trước cũng là LED này. Cái mặt ca lăng phía trước ấy cũng rất là đẹp đúng không ạ? Với cái kiểu chữ V này quý vị, tức là V-Motion ấy, cái triết lý thiết kế của Nissan. Với những cái đường mạ chrome cũng khá là đẹp. Và trên cái mặt ca lăng thì có camera của hệ thống cam 360 đây quý vị nhé. Lùi về phía bên hông xe thì chúng ta sẽ thấy một cái la răng 5 chấu khá là đẹp, theo kiểu dạng phay như thế này. Cỡ lốp là 205-55R17 nhé. Có cả cái ốp viền bánh xe màu đen cũng rất là thể thao, rất là đẹp. Và ở đây có cái chữ E-Power.
Gương chiếu hậu bên ngoài thì cùng màu với thân xe. Trên này thì có cam 360. Gương này thì chỉnh gập điện rồi. Phía trên thì chúng ta có một cái thanh ray chờ giá nóc ở đây. Chúng ta có thể lắp thêm giá nóc và tay nắm cửa cùng màu, cũng như là trên này có cái phím bấm để cho chúng ta có thể đóng mở cửa xe. Cái phần ốp viền ngoài của cánh cửa trang trí một cái viền màu đen và trên đó là một cái đường mạ chrome nhìn cũng rất là đẹp. Ra phía bên đuôi xe đây, cái kiểu thiết kế nó vát cả bốn góc. Thế nên là chúng ta nhìn thì cảm giác là Nissan Kicks thì nó nhỏ, nhưng mà thực tế là nó không nhỏ đâu quý vị nhá. Nhìn cũng rất là đẹp. Các cái cảm biến đằng sau này, cam này của hệ thống cam 360 này, cái đèn kéo dài cả như này luôn, nhìn cũng rất là đẹp. Cái cốp xe thì là cốp mở điện đấy quý vị nhá. Đấy, chúng ta sẽ có một cái không gian cốp ở phía trong này rất là rộng. Cá nhân tôi thấy là rộng đấy, với chiều sâu này. Tôi sẽ đo bằng thước cho quý vị xem là nó sâu khoảng tầm 90 cm. Đấy, 90 cm để chúng ta có thể để được rất là nhiều đồ. Dĩ nhiên là hàng ghế thứ hai kia cũng có thể gập được xuống. Và phía dưới này này, nó có một cái bình ắc quy giống như trên những cái chiếc xe phổ thông của chúng ta. Ở cái ắc quy này gần như chỉ có tác dụng là cho đèn còi các thứ thôi. Chúng ta sẽ có một cái bộ vá lốp khẩn cấp này. Đấy, cái dung dịch này này. Rồi một cái bơm điện ở đây nữa. Đấy, chiếc xe này thì không có lốp dự phòng nhá. Nhưng mà cái nút để mà quý vị có thể đóng cốp ấy thì nó lại nằm ở phía trong của cái hốc này này. Ta phải bấm vào đây này, cốp nó sẽ đóng xuống. Nhìn chung thì thiết kế nó cũng khác biệt so với những mẫu xe đối thủ. Ai mà thích một cái sự cá tính nó hay hay thì tôi nghĩ đây cũng là một lựa chọn thú vị đấy ạ. Và không gian nội thất ở phía trong đây quý vị có thể nhìn thấy một cái không gian cũng khá là trẻ trung, hiện đại, xen lẫn cả những cái nét cổ điển nữa. Ở đây chúng ta sẽ có cái đoạn này bằng nhựa cứng hết này, nhưng mà cái chỗ bệ tì tay ở đây thì là kiểu bằng da này. Và cái quý vị nếu mà để ý ấy, thì thấy cái độ mở của cánh cửa của Nissan Kicks thì nó rất là lớn đúng không ạ? Bình thường các cái xe nó chỉ mở khoảng tầm đến đây thôi, nhưng mà Nissan Kicks nó mở ra này gần như là gần 90 độ luôn. Nên là chúng ta sẽ đi vào, đi ra rất là dễ. Và cái cổ điển thì nó ở đây nữa này. Cả cái cụm điều khiển ở trên cái cánh cửa nhìn giống như kiểu là trên những chiếc Sunny ngày xưa ấy. Đấy, nó tiện dụng, nó cũng dùng bình thường thôi, nhưng mà kiểu thiết kế như vậy. Và phía trong nữa thì đây, cái này tôi nhận thấy là cũng cổ điển này. Cái cửa gió điều hòa kiểu 360 độ xoay này luôn. Nó có ưu điểm tức là quý vị dùng rất là dễ, tức là dùng nó thì tiện lắm. Đây này, xoay như này sau cửa gió hướng nào cũng được. Và Nissan họ cũng đã làm mới lại bằng các cái ốp bên ngoài này, rồi bên trong có mạ chrome các thứ, nhìn nó cũng đẹp hơn. Nhưng dù sao nó vẫn là một cái tính năng kiểu cổ điển. Ở đây chúng ta sẽ có tắt hệ thống chống trượt, mở cốp, chỉnh cái góc chiếu của đèn. Ở dưới này có một cái hốc nhỏ nữa để chúng ta có thể chứa các cái đồ được. Ở vô lăng của xe thì được bọc da và dạng đê cắt ở đây quý vị nhé. Nên là cái chỗ này chúng ta có một cái không gian khá là rộng này. Ở trên vô lăng thì bên này là tích hợp cả cái phím bấm của hệ thống cruise control. Bên này là hệ thống giải trí cũng như là điều khiển cái màn hình ở phía trước. Đèn thì là tự động và gạt mưa thì là cơ. Và cái vô lăng này thì sẽ điều chỉnh được bốn hướng quý vị nhé. Lên xuống này, ra vào này. Cái màn hình ở phía trước có 7 inch kết hợp với một cái đồng hồ analog nữa. Nên là tôi mới nói là sự kết hợp của cả hiện đại và cổ điển là vì thế. Cái màn hình này thì hiện đại này, cái bên này là cổ điển này, và cái màn hình này hiển thị tất cả các thông tin của xe, đặc biệt là sự vận hành của cái dòng năng lượng trên chiếc xe Nissan Kicks cũng khá là sinh động để chúng ta có thể biết được cái xe nó đang hoạt động ở cái kiểu như thế nào. Đối với những chiếc xe Nissan thì cái phần ghế ngồi là cái phần mà tôi khá là thích, bởi vì cái kiểu thiết kế ghế nó rất là ôm người, cũng như là lái xe đường dài nó không bị mỏi. Ghế trên chiếc Kicks cũng như vậy, quý vị có thể nhìn thấy cái chất liệu da tôi đánh giá là khá là xịn, và với những cái đường chỉ may cũng rất là đẹp. Nhìn nó khá là sang trọng. Chúng ta sẽ có ghế chỉnh cơ hoàn toàn cho cả người lái và hành khách, chứ không có chỉnh điện đâu quý vị nhé. Trên bảng táp lô thì chúng ta sẽ có cái phần này là kiểu nhựa cứng này, chỗ này là da này với những cái đường chỉ may này đó. Và cái màn hình trung tâm ở giữa là khoảng 8 inch đa kết nối, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto luôn. Cái cửa gió điều hòa thì họ bố trí theo cái kiểu máy hiên ở đây. Ở đây thì toàn bộ hệ thống điều hòa của chiếc Nissan Kicks này là điều hòa tự động nhé, một vùng thôi ạ. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái khay để chứa điện thoại. Ở đây mà tích hợp thêm cái sạc không dây nữa thì chắc là tiện dụng hơn. Hai cổng sạc, một Type-C, một USB và một cổng 12V. Có phanh điện tử và chế độ giữ phanh tự động. Bệ yên ngựa này được thiết kế khá là đẹp quý vị này. Cũng rất là bóng bẩy, hiện đại, trẻ trung. Điểm nhấn lớn nhất có lẽ là cái cụm cần số dạng điện tử ở đây, với cái cần số gạt lên gạt xuống hoặc là P là cái nút bấm ở giữa, cũng rất là đẹp, với chế độ lái là B nữa. Ở đây chúng ta có nút start stop thì được bố trí ở yên ngựa này, một cái chế độ EV ở đây để chúng ta có thể chọn cái chế độ chạy thuần điện, và chế độ driver mode thì có 3 chế độ lái ở trên chiếc xe này.
Và một cái điểm nữa khá là tiện ích đó chính là cái khay để cốc ở giữa này thì nó lại có hai cái độ cao khác nhau. Đây quý vị có thể nhìn thấy này, nếu tôi để cái độ cao như thế này thì chúng ta có thể để những cốc ngắn, cốc cà phê các thứ. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái bình giữ nhiệt nó dài hơn thì chúng ta có thể lật cái này lên và để nó xuống dưới là sâu hơn. Đó. À, bể tì tay ở giữa thì nó khá là nhỏ với cái hốc chứa đồ trong này thôi và nó hơi cụt một tí xíu. Giá như cái bể tì tay họ làm vuông ra đây một tí này thì tôi sẽ để tay như thế này thì nó tiện hơn. À, lên phía trên thì chúng ta sẽ có gương chiếu hậu, phía trong là hai chế độ ngày và đêm thôi chứ không phải chống chói điện tử quý vị nhá, và cũng không có cửa sổ trời đâu ạ. À, hàng ghế thứ hai trên chiếc kích nó cũng không phải là quá rộng rãi lắm nhưng cũng không chật. Cái khoảng đầu gối của tôi ở phía trước còn khoảng tầm 17-18cm. So với một số xe thì có vẻ là chật hơn, một số xe khác thì nó ở khoảng 20. Tuy nhiên cái tiện ích cho hàng ghế thứ hai thì nó không có nhiều lắm đâu. Chúng ta sẽ có hai cái cổng sạc dạng USB ở đây, không có cái bể tì tay ở giữa tích hợp giá để cốc giống như trên nhiều xe. Nhưng mà chúng ta sẽ có cái tựa đầu ghế ở cả ba vị trí ngồi luôn. Và cái phần bệ yên ngựa này này thì cá nhân tôi nhận thấy là nó bị thiết kế thò ra phía sau nhiều quá, cộng thêm cái phần lồi lên của cái sàn xe ở đây thì cái vị trí ngồi ở giữa này sẽ rất là khó, chung là khó để chân. Nếu mà để như thế này thì chắc là bị kích chân và chúng ta sẽ phải dạng ra như thế này thôi. Và chắc là trẻ em thì nó sẽ phù hợp hơn là với một người lớn. Chúng ta cũng sẽ không có cửa gió cho hàng ghế thứ hai đâu ạ. Và ghế thứ hai này thì cũng không thay đổi được đồ ngả quý vị nhé, mà chúng ta chỉ có thể gập nó xuống để gia tăng không gian cho khoang hành lý phía sau mà thôi. Về tính năng an toàn thì quý vị có thể xem cái danh sách những trang bị an toàn của chiếc Nissan Kicks ở trên màn hình của chúng tôi. Chiếc xe này thì cũng được trang bị khá là nhiều những tính năng an toàn, từ các phanh ABS, ABD, BA, hỗ trợ hành ngang dốc, rồi 6 túi khí, rồi cả bị đắp sứt lốp các thứ. Nói chung là cũng rất là vừa đủ để cho quý vị có thể an tâm trên mọi cái hành trình. Trở lại với câu chuyện du lịch của Đà Bắc thì bây giờ tôi đang đứng ở một cái bến thuyền với những cái lồng bè nuôi cá của bà con người dân, và đằng kia là một chú đang chèo một cái thuyền độc mộc giữa một cái trời chiều hoàng hôn rất là đẹp. Về Đà Bắc, về Nưa, Tiền Phong, xa nữa đó là Cao Sơn rồi Nánh thì nó cách Hà Nội đâu đó khoảng hơn 100 km mà thôi. Quý vị sẽ di chuyển từ Hà Nội lên đường Đậu Thăng Long, đó lên cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình. Đến Hòa Bình thì quý vị rẽ qua cái cầu Hòa Bình 3 để đi lên thị trấn Đà Bắc. Từ Đà Bắc quý vị có thể đi thẳng vào đây. Quý vị cứ search bản đồ là quý vị sẽ thấy cả cái dọc từ chỗ trung tâm của xã Hiền Lương kéo dài lên trên này, gồm cả cái xóm Vầy Nưa, Vầy An ở lên trên nữa thì đều là dọc sông, và có rất nhiều retreat, có rất nhiều những cái resort để cho chúng ta có thể nghỉ ngơi. Hoặc nếu quý vị nào mà thích một cái sự hoang dã hơn thì quý vị cũng có thể đỗ xe xuống giống chúng tôi đỗ xe ở đây, và chúng ta có thể thả thuyền sắp, thả thuyền kayak, thậm chí là thả xuồng để chúng ta có thể bơi lội, và thậm chí là vào những cái bè nuôi cá của người dân để có thể mua cá, hoặc là chúng ta có thể câu được cá thì càng tốt. Dọc cái tuyến sông Đà thì có rất nhiều những cái khu nghỉ rất là tiện nghi, ở ví dụ như khu Mơ này, khu Swan Retreat này, khu Mai Đà này, khu đây là Ia Yang này, cũng rất là đẹp. Để quý vị nếu mà muốn một cái sự tiện nghi thì quý vị có thể vào đấy. Chúng ta có được những cái đoạn mà bể bơi tràn núi, rồi là những cái bungalow view thẳng ra hồ luôn, rất là đẹp. Cái này thì có thể gọi là hồ được quý vị, hồ Hòa Bình được mà sông cũng được, bởi vì là khi mà thủy điện ngăn nước rồi thì nhiều người gọi dòng sông Đà ở đây là thành hồ, bởi vì là sông Đà ngày xưa thì nó nằm ở dưới cái mặt hồ này đâu đó khoảng 80-100 mét cơ. Và với thời gian khoảng 2 ngày thì quý vị đều có thể đi đến Đà Bắc, đưa những cái lũ trẻ con hoặc là gia đình của mình đến đây để chèo thuyền bơi lội ở đây cũng được. Và phương tiện thì quý vị có thể nhìn thấy cái hành trình của chúng tôi đi. Thì với những chiếc xe gầm cao kiểu như kích như thế này, rõ ràng nó là thừa sức để đi. Nhưng mà với những chiếc xe sedan gầm thấp hoặc là những chiếc xe hạng A kiểu như là Morning E10 thì sao? Nó vẫn có thể đi được, nhưng mà có một vài cái đoạn đường nó đã bị xuống cấp rồi thì quý vị có thể cần phải cẩn trọng hơn một chút, đặt bánh xe nó khéo léo hơn một chút để đỡ bị cạt gầm thôi. Và chi phí thì nó cũng khá là rẻ. Đi lại từ Hà Nội lên đây đâu đó khoảng 1 tiếng rưỡi. Bạn nào đi chậm thì có thể là 2 tiếng. Ngủ nghỉ thì thoải mái, có rất nhiều, có cả những cái homestay bình dân cho mọi người. Ăn uống thì đây, toàn bộ cái mặt hồ, mặt sông nó là toàn bộ thức ăn của chúng ta. Bạn nào câu được cá thì xuống đây ăn, còn không thì ới một phát là những cái lồng bè họ sẽ làm cho mình. Và xung quanh ở đây hầu hết là người Mường hết. Và nếu mà bạn nào mà thích đi rừng thì cũng có thể đi trekking vào trong rừng được. Có một vài cái suối nằm rải ở trong rừng. Đấy là những cái điều mà chúng ta có thể trải nghiệm khi mà tới với khu Đà Bắc. Và thậm chí là chúng ta có thể đi một ngày cũng được. Còn nếu mà thoải mái thì chúng ta có thể đi 2 ngày. Đấy là những cái thông tin du lịch về Đà Bắc mà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Xin kết thúc cái hành trình với chiếc Nissan Kicks tại đây.
và những cái trải nghiệm đó là của cá nhân tôi mà thôi. Quý vị có cái góc nhìn như thế nào về chiếc Nissan Kicks thì cũng hãy chia sẻ những cái cảm nhận của mình, và quý vị đã đến Đà Bắc hay là có thêm những cái góp ý gì cho Việt Nam Road Trip thì cũng hãy chia sẻ ở cái phần bình luận, hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp cho tôi cũng được. Số điện thoại của tôi thì có luôn ở trên kênh đó, thì mọi người có thể gọi điện thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người kỹ hơn. Trở lại một chút với cái bạn đồng hành là Nissan Kicks, với tôi đó là một chiếc xe rất thú vị, lái hay, khung gầm ổn, đi đường đèo dốc đồi núi thì khá là chắc chắn, và đặc biệt là hệ thống động lực nó rất thú vị khi mà nó sở hữu một cái động cơ điện duy nhất để mà dẫn động, tức là nó như một chiếc xe điện sạc xăng. Nó khác với những chiếc xe xăng sạc điện là những chiếc xe PHEV, tức là xe chạy xăng sạc điện và cắm ngoài. Đấy thưa quý vị, còn chiếc xe này thì nó là một chiếc xe điện xăng thì chỉ để nổ máy và sạc điện mà thôi. Nó có cái chế độ e-pedal, nó rất là hay, tôi đã chia sẻ với quý vị. Với cái mức giá khoảng hơn 600 triệu đồng như bây giờ thì tôi nghĩ cũng là một lựa chọn nên cân nhắc. Lời khuyên của tôi là muốn mua chiếc xe nào, quý vị cứ ra đại lý, lái thật nhiều, xem xét thật kỹ, ngồi đủ vị trí, thử điều hòa, thử tất cả cái tính năng xem. Nếu thích, nó phù hợp với nhu cầu, mục đích sử dụng và sở thích của mình thì xuống tiền. Còn nếu mà chưa thích, cứ đi xem xe khác. Và tiền là ở trong túi của quý vị, quyết định của quý vị như thế nào thì đó cũng sẽ phù hợp và đúng với quý vị. Còn bây giờ thì có lẽ là tôi sẽ tìm một cái chỗ nào đấy, tôi xuống tôi tắm hoặc là tôi chơi một lúc đã, bởi vì khung cảnh trời nó đẹp quá. Thân chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.